Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 108. Bài toán này là bài toán thầy minh họa cho phần liên quan đến este vận dụng cao. Cụ thể là một series các video minh họa cho phần bài toán hỗn hợp gồm có axit, gồm có ancol và gồm có este. À, hy vọng là video này sẽ giúp các bạn có thể tự tin hơn với những bài toán như thế này. Ở đây bài toán này cho các em sẵn rồi. Axit này là đơn chức no mạch hở rồi. Đồng đẳng kế tiếp nữa. T có thể là ST tạo bởi XY và một ancol hai chức. Ancol hai chức này không biết no hay đói. Đó, các em phải chứng minh. Thì thường kinh nghiệm là nếu là ST ancol mà hai chức thì thường là nó no. Vì thế các bạn có thể liều mình cũng được, chẳng cần chứng minh. Vì thế là bạn có thể dùng phương pháp đầu tiên là cách số 1 là phương pháp đồng đẳng hóa. Đó. Đặc điểm của đồng đẳng hóa là các em cứ ốp cho thầy giải hệ đẹp mà đẹp. Thế thì để chứng minh được cái hỗn hợp này là ancol no ăn côn hai chiếc no này các em tính CO2 ra thầy ra thì CO2 các em chia ra bằng 0,115 và nước của thầy cũng bằng là 0,115 nó bằng nhau đó nó bằng nhau như vậy chứng tỏ rằng là ăn này phải no vì phải no thì mới bằng nhau được bởi vì cái axit có một pi ete của thầy có tối thiểu là 2 pi vì thế nó không thể nào nước bằng CO2 được vậy muốn nước bằng CO2 thì cái ăn phải no như vậy thầy có là ancol của thầy là ancol hai chức và no. Vì thế các em có thể dùng phương pháp đồng đẳng hóa. Nhưng ở đây thầy muốn giới thiệu cách thứ hai, các em quy đổi dồn chất. Đấy, thế khi kết quả thầy có như thế này. Thứ nhất là ete thầy cắt COO ra, còn lại C và H2. Cái gì nữa? Ở đây thầy có là ancol này cắt oxy ra. Nó cắt oxy ra. Thì kết quả là còn lại C và H2 Ở đây số mol COO của thầy ở đây bằng số mol cao H là 0,04 Các em có ngay số liệu luôn 0,04 H bảo toàn H là 0,115 <laughs> C các em bảo toàn C lấy 0,115 trừ đi 0,04 Thì kết quả C thầy tìm ra được bằng Ở đây các em sẽ trừ đi Thì kết quả là bằng 0,075 Oxy bảo toàn khối lượng hỗn hợp ban đầu của thầy ở đây là bằng 3,21 em trừ đi và chia cho 16 là 0,02 mol. Sau khi mà có số mol rồi, các em bây giờ mục tiêu chính là các em phải tìm được số mol của từng chất một. Thầy có chất đầu tiên là ancol hai trước từ ký hiệu là ROH 2 lần đi. Số mol của thầy bảo toàn oxy thì có là 0,01. Để tìm được số mol của hỗn hợp thì thầy dồn Hỗn hợp gồm có CH2 và H2. Thầy đã chứng minh được no rồi thì thầy được quyền dồn thành CH2 và H2. <laughs> CH2 của thầy là 0, 075. H2 của thầy trừ đi. <laughs> Lấy 0,015 trừ đi 0,075 bằng 0,04. Như vậy tổng số mol hỗn hợp các chất ban đầu là 0,04 mol mà rượu chiếm là 0,01 mol thì thầy có là axit đơn chức COO và ST2 chức COO tất cả hai lần thì thầy có tổng số mol là 0,04 mà COO của thầy là không à, xin lỗi ở đây thầy có là 0,03 bởi vì à, thầy lấy 0,04 thầy trừ đi 0,01 thì ST và axit là 0,03 mol mà tổng CO là 0,04 như vậy thầy dùng vanh COO thì tìm ra được số mol của ST2 trước để ghi là ST2 là bằng 0,04 0,03 bằng 0,01. Như vậy axit của thầy thầy có là RCOO. H axit là hai axit vì thế đặt trung bình. Số mol của thầy sẽ bằng là 0.02 mol lấy 0,03 chứ 0,01. Như vậy thầy đã tìm được tất cả thông tin về số mol rồi. Đến đây để tìm được chất cụ thể là chất gì thì thầy tìm delta CH2 thừa ra sẽ bằng tổng C ở đây là 0,115 trừ đi C min. C min là rượu min, rượu min của thầy là 2C vậy là 0,01 x 2. Et của thầy tối thiểu phải là HCOO. Ở đây có là HCOO à, và là CH3 đi, COO cùng lối với C2H4. Như vậy thầy có 2C, 4C, 5C luôn như vậy cộng với lại năm nhân 0,01 một cộng với lại axit này của thầy ở đây tối thiểu phải còn là một c đó Thầy cái cho là một c đi bởi vì cái axit bé nhất là hcooh vậy là 0,02 hai nhân với một kết quả bấm vào Thầy có như sau ở đây là 0,0 0,115 một một năm trừ đi 0,02 hai trừ đi không phẩy không năm trừ không phẩy hai Kết quả bằng 0,025 0,025 Như vậy bây giờ thầy ghép CH2 vào đâu Thầy có là 0,025 của thầy Sẽ bằng Phân tích ra của thầy sẽ bằng là 0,01 Nhân với K1 Cộng 0,01 Nhân với K2 Cộng với 0,02 Nhân với K3 trung bình Tại sao dùng trung bình là bởi vì ở đây thầy có hai axit Như vậy nghiệm thỏa mãn ở đây sẽ là K1 bằng 1 K2 bằng 1 Và K3 trung bình này bằng 0,25 Là đẹp nhất Là chính xác luôn Như vậy Kết quả là thầy sẽ gắn vào đâu Gắn vào cái rượu này của thầy ở đây Là 2C Bây giờ phải gắn thêm một c nữa Vậy là C3 H6 OH2 lần Đó Cái ST của thầy ở đây Là HCOO CH3COO gắn với lại C3H6 bởi vì cộng thêm một c vào đây nữa. Tiếp theo cái axit của thầy ở đây là hai axit cần tìm là HCOOH và CH3COOH. Đó, K trung bình bằng 0,25 thì thỏa mãn yêu cầu của đề bởi vì ở đây thầy có một thằng là 1C một, một thằng là 2C. Đề thi hỏi phần trăm khối lượng của ancol Z hay của este đây kiểm tra xem phần trăm khối lượng của z trong hỗn hợp m z của thầy ở đây nó là cái gì là ancol hai chức như vậy kết quả thầy có số mol bằng không phẩy không một vậy phần trăm về khối lượng của thầy sẽ bằng ở đây thầy có khối lượng rồi ba phẩy rồi như vậy kem lấy bảy 76 sáu bảy sáu nhân không phẩy không một ok chia cho 3,21 nhân 100 Kết quả là bằng 23,67% Sấp xỉ gần nhất 23,676 Như vậy là 23,676 Như vậy đáp án đây phải là đáp án B rồi Đây phải hỏi gần nhất mới hợp lý Đó Thì cách này của thầy cũng tương đối là ngắn Ở một chỗ là các em nhẩm được số mon Thế còn nếu như các em dùng phương pháp đồng đẳng hóa Các em cũng làm được Nhưng các em phải giải hẹn thật nhanh Thì chúng ta tiết kiệm được thời gian Uh, hy vọng là thầy minh họa theo cách này để các bạn có một tư duy khác về cách nhìn khi giải quyết một bài toán liên quan đến hỗn hợp này.